chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Ngọc Bích Lăng TN của mình nhá. Hôm nay này này thì cái cây khế này ấy, nó chín rồi ấy, mà hôm nọ mình có làm cho mọi người cái món chạo thịt khế chua ấy, thì hôm nay cũng vẫn cây khế này, giới thiệu với mọi người thêm một món nữa là món cá nấu khế nhá. Cá thì hôm vừa rồi mình về quê biển ấy thì rất là nhiều cá luôn, nhưng mà nấu khế bằng cá biển ấy nó không ngon đâu, mà là cá ao, cá nước ngọt ấy thì nấu khế nó sẽ hợp hơn là cá nước biển nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ bứt khế này về, rồi tí nữa mình sẽ lấy bắt mấy cái con cá rô phi ấy về, mình sẽ làm một món là món khế nấu cá nhá. Khế nấu cá thì mình sẽ chọn những cái quả khế này chín hoặc là nó ương ương ấy, đây như thế này, ương ương này. Đây, mình sẽ chọn những cái quả khế ương ương này này, thì về thì mình sẽ nấu thì nó sẽ ngon nha. Bây giờ thì mình đi hái khế thôi. Cái món khế nấu cá này ấy, thì là nó sẽ có khế này, cá này và mấy cái một quả cà chua nhá, mấy cây hành nữa, nhánh hành nữa cho vào thì rất là ngon. Bây giờ mình hái khế xong thì về rán cá lên, xong rồi mình sẽ thái khế ra, xong mình nấu khế trước. Bây giờ là hái khế xong đi về thôi, chứ không ở đây nhiều muỗi nó đốt cho. Ở chỗ cái cây khế này này nó nhiều muỗi lắm ấy, ở chỗ góc vườn mà nó rậm tùm, kiểu mình lười làm cỏ ấy. Xem cái video trước của mình thì biết rồi, đây cái khu vườn của mình ấy toàn là cỏ thôi, chứ rau cỏ có mấy đâu. Thì nhá, đi về thôi. Thank you.
nấu xong món cá khế nấu chua rồi này. Bây giờ thì vào ăn cơm trưa rồi. Mời mọi người vào với gia đình mình ăn nha. Nè, khế này. Thank you.